Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini tên là CT nha. Thì hiện tại bên vườn con đang có một ít cây linh sam hạt gạo Tân Phú giao lưu. Thì cây đa số mà con quay sao thì con gửi như vậy trên màn hình cô chú mình đang thấy đó. Cây thì chiếc nhánh người quấn cái thân hiện tại là gần 1 năm. Nó chiếc nhánh người quấn thân rất là kỹ, gần 1 năm rồi và cây đang phát triển rất là tốt. Thì những cây linh sam hạt gạo như trên màn hình cô chú mình đang thấy chiều cao tầm khoảng chừng chiều cao tầm khoảng chừng 14 15 cm một cây. Đó. Có cây cao khoảng chừng 20. Đó. Nhưng mà tùy theo cô chú mình thôi, muốn cắt tỉa lùng thì cắt, muốn cắt cao thì cắt. Đó. Và những cây linh sam hạt gạo này về cô chú mình cắt tỉa phơm tàn đồ thêm một xíu nữa cho nó tròn trịa và nó dày thêm một tí xíu. Rồi sau cô chú mình lên chậu thì sẽ rất là đẹp. Đó. Lên chậu ép tiểu cảnh làm bonsai mini rất đẹp luôn nha, hoặc là mình vô cái chậu hình chữ nhật rồi mình để tượng rồi mình để thêm vài cục đá nữa là bá cháy luôn. Đó, hàng linh sam hàng gà quấn thân rất là ít người bán nha cô chú. Đó. Và những cây này thì hiện tại bên vườn con đang giao lưu là 4 cây 200 ngàn bao ship. Đó, 4 cây 200 bao ship nha. Cô chú mình ưng thì cứ liên hệ vườn con. Số điện thoại thì con để trên màn hình. Đó, linh sam hạt gạo Tân Phú nha, 4 cây 200 bao ship. Cây quấn thân. À, con xin nhắc lại là linh sam hạt gạo trong quá trình vận chuyển thì nó vàng lá, vàng nhiều hay vàng ít thôi. Nhưng mà về cô chú mình cứ để nguyên cái bầu này, gỡ gỡ băng keo ra rồi để ngoài bầu gì bình thường. Xong cô chú mình đem ra ngoài nắng trực tiếp luôn, mình tưới nước trong vòng 1 đến 2 tuần là nó ra nó non lại à. Đó, và cái dạng này con bao sống cho nên cô chú mình cứ yên tâm. Đó. Linh sam hạt gạo nha. 4 cây 200 bao ship. Đó. Còn ở đây con có bán mấy cây hồng ngọc mai nữa nè, cũng chi tàn đẹp tròn trịa, loại ghép mini tiểu cảnh để bàn. Đó thì giá cũng 4 cây 200 bao ship luôn nha. Ưng thì cứ liên hệ vườn con, số điện thoại con để trên màn hình đó. Ngoài ra vườn con có họa tùng rồi tùng vạn niên rồi tùng kim cương rồi linh sam 86, linh sam siêu hoa. Nói chung là các dòng linh sam mini thì vườn con đều có, cô chú mình cứ liên hệ vườn con nha, hoặc là bấm vô kênh để xem. Cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ vườn con.